Đây là một gia đình êm ấm và hòa thuận. Anh chồng là một doanh nhân có tiếng ở địa phương. Cuộc sống giàu có không ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Bọn họ thậm chí còn là cặp đôi kiểu mẫu của thị trấn. Nhưng một vụ giết người kỳ lạ. Một ngày 3 năm trước, lúc anh chồng tan làm về nhà phát hiện vợ nằm trong vũng máu. Bên cạnh đặt khẩu súng phòng thân mà anh đưa cho chị vợ. Người đã không còn thở nữa. Nhưng điều khiến người ta khó lòng chấp nhận là sau khi cảnh sát điều tra lại cho rằng anh chồng đã mưu sát chị vợ, phán anh ta 8 năm tù giam, mà chứng cứ kết tội còn rất lố bịch. Chính là vì lúc anh chồng báo cảnh sát rất bình tĩnh, những bằng chứng và nhân chứng đều chứng minh anh chồng vô tội. Nhưng thẩm phán không quan tâm mọi thứ, nghĩ ra mọi cách, vẫn phán anh chồng có tội. Con gái bọn họ vốn không chấp nhận sự thực này, bọn họ đành xin sự giúp đỡ các nhà tâm linh của chúng tôi, hy vọng bọn họ có thể nhìn ra chân tướng sự việc. Người chủ trì chuẩn bị bức ảnh cưới 33 năm trước. Ông ta muốn xem chỉ dựa vào bức ảnh bọn họ có thể nhìn ra điều gì. Người đầu tiên xuất hiện, bà cầm bức ảnh, bắt đầu nghi lễ của đạo Oleg. Tiến hành theo nghi lễ, bà khẳng định người phụ nữ đã chết, thậm chí còn nhìn thấy đao phủ. Người chủ trì và bà ta đều cảm thấy nghi ngờ trước cảm giác này. Nhưng tình hình mà các cô con gái nói ra khiến mọi người đều kinh ngạc. Bà ta nghe lịch sử vụ án, bà ta nói hung thủ thực sự không phải anh chồng. Hỏi kỹ thêm một chút, các tình tiết kỳ lạ của vụ án ngày càng nhiều dần lộ ra. Không có vật giá trị nào trong nhà bị đánh cắp, chỉ có 50.000 đô tiền mặt trong két sắt bị mất, mà két sắt đó lại không bị hư hỏng. Nhưng trên tòa án, thẩm phán lại không nhắc gì đến việc mất tiền mặt, hoàn toàn không nói đến tình tiết này, dường như cố ý định tội cho anh chồng. Phía sau tất cả ắt có bí mật nào đó. Nhà tâm linh tiếp theo có thể cho chúng ta đáp án không? Người tiếp theo là nữ phù thủy tóc vàng. Nhìn vào bức ảnh, những gì cô ta nói khiến người khác rùng rợn. Sau có cô ấy nói cảm nhận được chị ấy thời gian này tinh thần bất ổn. Con gái cũng công nhận bởi vì lý do công việc. Lúc đó mẹ bị trầm cảm nặng. Cùng lúc cô ấy cảm nhận thấy thời gian đó anh chồng ngoại tình. Sau đó cô bắt đầu hình dung quá trình của ngày hôm đó. Она узнала, что он изменяет ей. Думаю, давай, она и семейство. Он ей об этом рассказал. И на этом у них был конфликт. Она показывает мне очень сильный страх. А что было? У меня есть трава, астропсити. Мужчина заходит с этой стороны. Я с какой-то кулой, от миски, троксиды. Я чувствую, что что-то происходит у меня за спиной. А, у нас она находится сзади, как бы. То есть, когда стоишь на кухне, спиной к входу. Первый выбор. Поворачивается. Mọi người đều nín thở. Chẳng lẽ đúng là lúc anh chồng thừa nhận hành vi phản bội và có một cuộc xung đột đã kết thúc bi kịch sao? Она смотрит на себя в зеркало и говорит, я не знаю, кто я есть сейчас. Что-то в руках у нее было такого цвета, как у меня сейчас. Пистолет черный. Да, черный револьвер. Она совершила самоубийство. Tuy tất cả nghe có vẻ có lý, có căn cứ, nhưng cô con gái đã nói một tình tiết của vụ án. Trên đầu mẹ có 2 phát súng, mà trước khi chết chỉ có 1 phát. Tình huống này vốn không thể là tự sát, chàng trai này xuất hiện trở thành niềm hy vọng duy nhất. Tiến hành nghi lễ, cậu ta nói cậu nhìn thấy linh hồn của chị vợ, hơn nữa còn nói những lời mà chị vợ muốn nói với con gái. Он меня не убивал, он говорит. Это не он. Она слишком сильно его любила, это не он. Она гладит его по плечу, тут стоит и гладит его по плечу. Она много вам не успела сказать. Что? Да, дай бог, чтобы вы любили Сережу так, как я любила его. Тихо. Сережа, это его муж, наверное. Девочки, небо бы спасла. Темные волосы, может быть. А лет 6-7, какая маленькая. Ваша девочка, да. Глазки береги ее, глазки береги. У Любы старшей дочери через 2 недели операция на глаза. Sau đó cậu ta đã nói ra tình hình đáng sợ của đêm hôm đó. Она зашла внутрь, поднимается наверх. Кто-то еще там. За ней кто-то наблюдает. Она слышит какой-то звук. То ли
Вень-вень, то ли Сень-Сень, что-то она говорит. Маму папу называл Веня. Ну, я подумала, что это он. Это не он. Она видит этого человека? Нет. То ли в ванной, то ли что. Она открывает. Там мужчина. Она его знает? Не знакома? Нет. Он резко кинулся к ней. У нее откуда-то пистолет в руке. Выстрел. Она стреляет? Она стреляет. Потом он... Он выхватил пистолет? Это его пистолет. Два. Сюда он стрелял. То ли в лицо, то ли в голову. Từng tình tiết đối ứng mà tiền mặt bị mất. Rất có thể là cảnh sát sau khi đến kiểm tra hiện trường đã lấy đi. Cuối cùng cậu ấy nói tuy rất khó, nhưng chỉ cần con gái kiên trì nhất định có thể trả lại sự trong sạch cho bố. Nghe những lời của cậu ta khiến mọi người đứng hình. Nếu như ghép tất cả các chi tiết kỳ lạ với nhau, chẳng lẽ tiền trong két sắt đúng là do cảnh sát đã lấy đi? Vì không muốn chuyện bại lộ, cảnh sát đã cố gắng hết sức buộc tội anh chồng. Và vì tiêu hủy chứng cứ, bọn họ đã lấy đầu của chị vợ đi. Thậm chí trên tòa án không thừa nhận gia đình bị mất tiền. Bạn có đây là chân tướng sự việc của vụ án ly kỳ này không? Tôi hy vọng pháp luật đủ công bằng, công minh, chính nghĩa mãi tồn tại trong xã hội.